Thưa quý vị, thưa các bạn, với sự hỗ trợ của nhà nước, thời gian qua ngành công nghiệp hỗ trợ trong cả nước đã thực hiện hàng loạt chương trình như chương trình phát triển doanh nghiệp bền vững nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, chương trình phát triển nhà cung cấp tốt cùng hàng trăm cuộc kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm. Đã có nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chủ động đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ đáp ứng thị trường sản xuất trong nước thời gian tới, yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp là phải nâng cao trình độ kỹ thuật và quản lý sản xuất, chuyển giao công nghệ, phát triển khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực công nghiệp hỗ trợ. Bên cạnh đó, cần có chính sách thu hút để doanh nghiệp có thể tham gia mạnh hơn vào từng công đoạn của chuỗi cung ứng. Hiện tại, các doanh nghiệp trong nước đang từng bước tham gia vào chuỗi giá trị các ngành hàng công nghiệp cơ khí, điện tử, dệt may, giày dép, v.v. Sự liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài đã được nhiều doanh nghiệp tích cực tham gia, như liên doanh liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước để đầu tư về địa phương, chia sẻ thị trường để cùng nhau phát triển, tránh rủi ro khi tham gia vào chuỗi xuất khẩu. Tôi rất vui là vừa rồi có công nghiệp hỗ trợ của Cục Công nghiệp và của Bộ Công Thương đã vào, không qua hiệp hội, đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp cải tiến thông qua hiệp hội, và được cái chương trình này được Samsung tài trợ cho chính phủ. Và đây là và giúp cho doanh nghiệp nhận thức là kết tâm ai được cái công nghệ, và đặc biệt là về cải tiến năng suất chất lượng. Thì tôi thấy đây là một cái rất quan trọng, và cái này nó thiết thực cho các cái doanh nghiệp như chúng tôi hiện nay đang ứng dụng vào công nghệ cao và thay đổi cái thói quen, thay đổi cách làm, thay đổi từ sản xuất đơn giản sang đến sản xuất chủ động. Cái sự liên kết giữa các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như với các doanh nghiệp địa phương để giải quyết vấn đề lao động, giải quyết vấn đề năng lực về sản xuất. Đối với ngành dệt may, cái sự liên kết là rất là quan trọng, chia sẻ đơn hàng, chia sẻ về lao động, chia sẻ về kinh nghiệm. Thì trong Hiệp hội Dệt may chúng tôi hiện nay rất nhiều cái chương trình để chúng tôi hỗ trợ, ngoài cái hỗ trợ về chính sách, chúng tôi hỗ trợ nhau về tìm kiếm nguồn hàng, không cạnh tranh nội bộ, giải quyết các vấn đề khó khăn trong hiệp hội. Để mở rộng việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp, Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam đã tích cực phối hợp với các đơn vị tổ chức doanh nghiệp tại các địa phương trong cả nước, tuyển chọn, cử các học viên tham gia các khóa học đào tạo chuyên gia tư vấn do các tập đoàn lớn của nước ngoài tại Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức. Theo các chuyên gia, việc đào tạo nguồn nhân lực là các tư vấn viên Việt Nam nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị được cho là phương thức hữu hiệu mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp. Vừa rồi tôi có tiếp xúc với hai người chuyên gia của bên Samsung và cả cái ban cải tiến của Bộ Công Thương và của Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay cái nguồn nhân lực của chúng ta thì còn hơi hạn chế, thì cũng không có được nhiều. Cái thứ hai là cái chương trình đào tạo thì bổ ích, thế nhưng mà nhân rộng cái mùi như lên như thế nào và cùng phát triển cái với các hiệp hội như hiệp chúng tôi thì cũng chưa được có trường nhiều. Và tôi mong muốn rằng là chính phủ sẽ kéo dài cái chương trình này thêm vài ba năm nữa, và hàng năm thì chúng ta đưa ra các mục tiêu để chúng ta về công nghệ, mục tiêu cải tiến về công nghệ, cải tiến về lao động, cải tiến về chất lượng. Ngoài việc đầu tư thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước phát triển chuỗi cung ứng linh kiện, các doanh nghiệp lắp ráp và sản xuất ô tô trong nước cũng đã xây dựng các nhà máy sản xuất linh kiện quy mô lớn, đồng thời liên kết với các nhà sản xuất nhằm chia sẻ chi phí. Doanh nghiệp lớn làm các cụm chi tiết chính, các chi tiết phụ được giao cho các nhà cung cấp nhỏ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp hợp tác với nước ngoài mua nguyên vật liệu, đối lưu chi tiết phụ tùng qua cụm linh kiện như xuất vải bọc, áo ghế da, ghế ngồi và nhập trở lại chi tiết phụ tùng cơ khí. Với việc hợp tác như vậy, doanh nghiệp vừa là nhà cung ứng, vừa là nhà xuất khẩu. Cùng với đó là tập trung xây dựng một tổ hợp tác sản xuất công nghiệp hỗ trợ, thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới cho tới những doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyên về sản xuất công nghiệp hỗ trợ. Sắp tới cái vai trò chúng tôi sẽ làm sao biến cái liên kết này thành một cái liên kết thực sự. Lúc bây giờ những cái người mà sản xuất cùng một loại nguyên phụ liệu đó thì họ sẽ nằm ở trong một cái khu sản xuất. Thí dụ như có những cái đơn vị chuyên sản xuất về hardware, những cái đơn vị chuyên sản xuất về phụ liệu trang trí, những cái đơn vị chuyên sản xuất về đế, và có thể họ hình thành nên những cái
những cái hộ nhỏ nhỏ trực thuộc hiệp hội, để từ đó là chúng ta sẽ cùng nhau để có những cái công nghệ sản xuất tiên tiến và những sản phẩm tốt để chúng ta có thể cạnh tranh với thế giới, chứ không nên xem cái cạnh tranh giữa doanh nghiệp này và doanh nghiệp kia đó là những cái cạnh tranh mà cần phải tập trung, mà tập trung là cạnh tranh giữa cái ngành công nghiệp của Việt Nam với công nghiệp của thế giới. Dẫn dắt ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển, đây là những tín hiệu tích cực cho thấy tương lai phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã bắt đầu định hình khá rõ nét, có sự định hướng dẫn dắt bài bản bởi những tập đoàn công nghiệp lớn trong nước. Nếu chiến lược này thành công, sẽ khắc phục được gốc rễ của sự yếu kém trong ngành phát triển công nghiệp hỗ trợ lâu nay, đó là thiếu định hướng dẫn dắt của những đầu tàu lớn. Cùng với vai trò doanh nghiệp đầu tàu thì chuyện gia tăng tỷ lệ nội địa hóa để duy trì sự tăng trưởng bền vững của công nghiệp hỗ trợ trong nước, tránh phụ thuộc vào nhập khẩu cũng như hướng tới gia tăng tỷ lệ xuất xứ để khai thác tối đa các lợi thế của quá trình thực thi các hiệp định thương mại tự do cũng là bài toán lớn đặt ra đối với chiến lược phát triển